vlog xin chào cả nhà, xin chào các ông bà cô chú, nó chạy nó mất tiêu rồi. Anh chị và các bạn, trời ơi mẹ đương đi kiếp. Và đang xem trên kênh của Ngọc Diệu vlog cả nhà ơi, bữa nay em đi đón chuột đây nè. Chuột ơi. Dạ. Giờ đi về nha, rước xong rồi đi về nha, kiếm ai vậy? Phải không? Trời ơi nó đương dòm hình nó kiếm nó đó. Rồi được chưa? Ở đây thì cô nè, một ngày cô bé nè, lớp ăn ngày học nè, ông bà cô chú. Ở đây thì nè, 6 giờ 45 là đón bé nè. Đứng im để mẹ quay cho cô coi. Ở đây 7 giờ thì 15 là tập thể dục nè, 7 giờ 30 là ăn sáng. Đó, 8 giờ 30 là học nè. Còn 9 giờ 15 là hoạt động nè. Đó, cô làm nè. 10 giờ rưỡi thì ăn sáng. 10 giờ rưỡi ăn sáng. 11 giờ ngủ trưa. 14 giờ xếp rế ăn xế nè. Đó, 14 giờ ăn chế, 15 giờ học. 15 giờ 45 trả trẻ. Đó. Đây là các cô lớp của trường đây. Rồi cho chuột đi về nè. Thôi đi về đi con. Chuột ơi. Mình đi về đi đi, còn đi ra vườn hái rau nữa. Con chào ông bà cô chú chưa? Té nè, ừ. Đừng có khỉ quá đi. Đó, ừ khỉ đi. Ê. Sao nhảy? Lên. Khỉ vậy đó. Rồi về được chưa? Phủi tay hả? Con thích dẹo cái đường này nữa hả? Rồi đâu? Rồi là bỏ cặp ra. Rồi sao mà cầm dép, con bỏ dép ra để con chợt tay té đó. Nghe không? Bỏ dép xuống dưới đi rồi con đi ngồi hồi con lượm. Đi mà gì mà còn khỉ vậy đó. Cái cặp thì dục ở trong con ổng. Rồi trèo. Con bỏ dép xuống đi. À trèo lên. Té đó. Hả? Ừ rồi trời ơi, cặp dép lên nó thẳng thả xuống. Vậy đó, cầm dép lên nó thả xuống. Rồi trèo đàng hoàng. Rồi xuống đi, xuống lẹ đi. Rồi nó biết quay đít xuống luôn rồi. Rồi xuống lẹ đi, đi về. Mẹ đi vô đóng tiền học cái nha. Rồi xuống bước qua. Lẹ đi. Em lên đi vô đóng tiền, kêu nó ở trên đây đi, em đi vô đóng tiền, nó cũng chạy lên cái vườn rau của vườn cây của cô rồi nè. Em kêu nó ở, con ở dưới đi, mẹ đi đóng tiền chút xíu, em vô đóng tiền ở đây, nó chèo lên đấy theo bạn lên chơi rồi nè. Chuột à, sao con dám chèo lên đây vậy? Con coi con gì? Thôi đừng lên nữa thì đi về. Thôi rồi. Đi theo lên vô cái vườn rau của cô luôn. Đâu cây nào cây đu đủ đâu phải cây đu đủ đâu ra à cái này cái gì cái trái sipo chê cái cây sipo chê của người ta dòm đỏ đỏ giống nó đu đủ rồi cái này à đúng trời ơi trời biết à giỏi giỏi trời ơi biết gì à giỏi luôn cái đó cái gì không biết chân hả nó cái hình cái hình trái á, nó bị mờ không bà cô chú nó không biết rồi nữa nó đối đúng hết trơn luôn á rồi nè rồi sao được chưa đi xuống được chưa rồi. Giờ có thang đâu rồi. Cái gì có thang. Đó. Thôi vậy từ từ chân té đây nè bà cô chú anh thấy cây này cây sa bô chê nhưng mà nó tính đỏ đỏ nó trái đu đủ cây đu đủ còn mấy cây này nó biết hết trơn rồi có cảm ơn cô chưa rồi không có.
cho cô xuống cái nha. Rồi con lên đi, cô xuống chuột đi, chờ mẹ Vĩnh nha. Lên thăm vườn hoa của cô luôn. Rồi ừ thiệt cái nó chuột à, con chạy con đi, con dòm đàng hoàng đó con. Thế đó Vĩnh đàng hoàng. Đi học xong rồi mà về mà còn đi lên, dám đi lên cái cầu thang như vậy mà dám đi lên để thăm cái vườn hoa của cô, vườn cây của cô. Lấy cặp đi bây, lấy cặp đi bây, đi học đã không bị chứ lấy cặp về cặp nó dục mất rồi kìa. Đi về mẹ còn đi hái rau nữa, để lên hả. Đi về mẹ còn đi hái rau, đi hái rau, đi bẻ mít nữa, đi hái mít nữa, đi đi ra vườn. Giờ đi mua cháo cho con ăn nữa nè. Mê chơi với em thì được nó không kịp chứ, nó mới được hết rồi không mất tiêu. Giờ con lội đi mua cháo thôi nha. Dạ con lội đi, đi mua trò chơi. Không, không có mua trò chơi. Mua hỏi Pikachu. Hỏi Pikachu hả? Dạ. Nè chuột ơi, con chào ông bà cô chú coi. Chào bà cô chú. Con đi đâu? Đi mua trò chơi hỏi Pikachu. Không có mua điện thoại Pikachu đâu nha, mẹ không có cho mua điện thoại Pikachu đâu, mà ở đó mà đòi đi mua điện thoại Pikachu. Mẹ kêu đi mua cháo ăn thôi, chiều nay em không có nấu cơm, bà cô chú em xào hủ tiếu. Đúng là bánh rau. Không ăn luôn, bánh rau nhà còn luôn. Bánh rau đâu? Bánh rau ở nhà còn. Chiều nay em xào hủ tiếu thì hủ tiếu chuột không có ăn, rồi đi mà còn chỉ rồi. Đây mẹ dắt, đi mẹ dắt. Em chiều nay em nấu xào hủ tiếu, hủ tiếu thì chuột không có ăn. Em không có nấu cơm, bây giờ mua cháo giờ con ăn cháo gì con nói cô nghe. Ăn cháo. Cái đó yến đó con. Chị em cháo thịt bằm đi chị. Em không muốn uống yến. Mua con mua uống yến hả? Mẹ chưa có tiền để mua yến cho con uống đâu. Rồi cái gì vậy? Cái đó yến đó. Không phải này gì nè. Cái đó thì miếng yến đó. Miếng yến. Miếng người ta chân nha. Con có kêu cô bán cháo cho con nóng. Nóng cái nồi nóng á. Cái nồi cháo nóng con đừng có đụng vô. Nóng. Ờ, nói nóng rồi mà còn nó không biết sợ là gì. Nè kìa, trả tiền cho bác nè. Nè cầm cháo kìa. Cháo qua nè. Cháo qua con sách đi. Nó không có biết sợ là gì. Xe chứ. Đâu? Xe mẹ đậu ở chỗ trong nhà thờ á. Ở đây mẹ dắt tay. Trời ơi. Cầm đàng hoàng nha, để cầm nóng nha. Rồi đi đi. Đi đi đừng có khỉ. Thì có khỉ lên luôn á ông bà con. Đi, không biết. Đi sát vô lề nè. Ở đây nó khỉ thiệt luôn á chứ không phải là nó khỉ. Đau quá trời đau rồi. Làm gì đau? Tại con cầm cháo đau quá trời đau. Đau quá cầm cháo mà đau. Để con khỉ ở đâu quá trời đau rồi. Đi vô, sát vô. Đi với nó là mệt, với nó giữ với nó là mệt luôn á. Mệt. Trời trời. Trời trời gì mà trời trời. Rồi đây đây mày dắt ba lộ nè. Em đi quay phim. Rồi đi đi không mua sữa, không mua sữa. Trời ơi nó đi nè. Chú nữa mua, chú nữa mua sữa ở nhà Bắc Nam á. Mua sữa nhà Bắc Nam hả? Xe mình đậu đâu con biết không? Bà biết không? À. Ờ biết rồi, đi lại treo cháo lên xe lẹ lên. Rồi đi về rồi 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 rồi. Rồi. Ê, treo cháo đâu gớt đó. Treo cháo lên liền, treo ở đâu? Treo lên trên. Trên người ta lấy cháo đó. Ừ, treo hồi người ta lấy cháo đó. Treo đàng hoàng rồi, xong chưa? Thôi. Giờ thôi, giờ rước chuột đi học xong rồi đó, nó chơi. Trời ơi, rước cái nó mà mệt với nó luôn á. Mệt chưa, treo đi, treo gì được rồi. Chưa. Được rồi. Ừ.